kiến đâu. Thưa quý vị, một quốc gia nào thì làm nông nghiệp có quy nông. Thế mà cái câu chuyện hiển nhiên là quy nông công thì chắc chắn là phải có mục tiêu chiến lược của ngành. Chúng tôi muốn chia sẻ một vài những tin về chiến lược tổng quan. Chúng ta đã biết là mục tiêu của chúng ta là tăng nông, thì trong đó là chúng ta có vấn đề nông nghiệp và sinh thái, nông dân văn minh hiện đại. Thì mục tiêu chính của chiến lược và trong quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ là làm thế nào chúng ta phải tăng được thu nhập của người dân, chúng ta phải có một nền nông nghiệp hiệu quả, chất lượng và phải mang tính cạnh tranh. Câu cạnh tranh là cái câu kết thúc, tức là chúng ta phải sản phẩm và chúng ta phải phát triển cái nền nông nghiệp nông thôn xanh sạch đẹp và giữ gìn bản sắc dân tộc. Đây là quan điểm của chiến lược. Thế và nông nghiệp nông dân nông thôn thì chúng ta vẫn xác định đó là một nền nông nghiệp có một vai trò trong tương lai. Nông nghiệp vẫn là lợi thế, nông thôn vẫn là địa bàn phát triển kinh tế quan trọng và là nền tảng văn hóa xã hội, và nông dân vẫn là lực lao động và là nguồn tài nguyên quan trọng. Cũng như là trong chiến tranh thì bà con nông dân của mình là những người lính, thì bây giờ trong phát triển kinh tế bà con nông dân của chúng ta vẫn là một lực lao động và một lực tài nguyên con người rất phong phú. Và quan điểm phát triển bền vững về xã hội, môi trường và kinh tế đã được cụ thể hóa trong quan điểm phát triển nông thôn, trong đó là nông nghiệp sẽ là phát huy các cái động lực và nguồn lực tự nhiên trong tất cả những cái đổi mới và sáng tạo, và chúng ta đang chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, và đặc biệt là sản xuất nền nông nghiệp có trách nhiệm. Đây là quan điểm bền vững. Và khuyến nông cộng đồng và khuyến nông số dựa trên một cách tiếp cận là cư dân nông thôn là chủ thể, thì trong đó phát triển kinh tế tác, phát triển kinh tế hộ và hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, thì chúng ta đang làm câu chuyện đó, góp phần vào sự đó. Đặc biệt là chúng ta phát triển cộng đồng làm nền tảng cho phát triển nông thôn, thì khuyến nông cộng đồng là một trong những hình thức và cái là một trong cái câu chuyện chúng ta sẽ chia sẻ. Thế thì với cái cách tiếp cận này thì khuyến nông chúng tôi đã tổng hợp và những ý kiến từ những cái hội thảo, có đặc biệt là được chia sẻ cho cộng đồng quốc tế, thì định hướng của công tác khuyến nông trong thời gian tới, đây là mục tiêu gồm 7 định hướng quan trọng. Một là muốn hay không thì khuyến nông vẫn phải phục vụ để phát triển một cái vùng nguyên liệu cho những mặt hàng chủ lực, và hiện nay chúng ta đang thực hiện theo cái đề án thí điểm của vùng nguyên liệu, và đặc biệt là chúng ta phải thay đổi dần dần cách tiếp cận phát triển khuyến nông điện tử và khuyến nông số. Cái thứ ba là khuyến nông phải làm sao đó xây dựng được những cái mô hình kinh tế bền vững cho khu vực nông thôn, khuyến khích người dân tạo sinh kế bền vững tại nơi cư trú tại nông thôn, và chúng ta không thể thiếu được khuyến nông đô thị. Và khuyến nông đô thị đã góp phần tạo cảnh quan đô thị và tạo những cái vùng sản xuất ở khu vực ngoại thành bền vững, cung cấp vùng nguyên liệu cho đô thị. Và thứ năm là khuyến nông phục vụ công nghiệp sinh thái, thì cứ biến đổi khí hậu giảm thải. Và thứ sáu là khuyến nông vùng nghèo, an ninh lương thực, và cuối cùng là những chương trình khuyến nông đặc biệt để phục vụ về khắc phục thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là những định hướng mà chúng tôi đã chia sẻ với các quý vị ở nhiều hội thảo và trong hội thảo quốc tế. Để làm việc này thì có ba giải pháp quan trọng trong các hoạt động khuyến nông. Một là sẽ củng cố hoàn thiện chính sách khuyến nông và củng cố hệ thống khuyến nông cơ sở thông qua khuyến nông cộng đồng. Thực ra câu chuyện củng cố tổ chức là giải pháp để đạt được mục tiêu khuyến nông, và cuối cùng là làm thế nào đó để huy động nguồn vốn và cho các hoạt động khuyến nông. Bởi vì tất cả các quốc gia hiện nay chúng ta được đánh giá là một trong những quốc gia có lực lượng khuyến nông mạnh nhất và có đầu tư công tương đối mạnh từ khuyến công, kể cả so với Thái Lan và so với những nước trong khu vực. Thế thì câu chuyện tương lai thì chúng ta làm thế nào đó giảm bớt được những cái nguồn lực từ phía chính phủ để thu hút được các nguồn lực từ bên ngoài thông qua các hoạt động hợp tác công tư, thì cái này đây là giải pháp. Và thưa quý vị, nói về câu chuyện số thì Covid là một trong những cái nó mang lại những cái tác hại cho loài người, nhưng cũng đã mang lại cho chúng ta được sự quyết tâm và sự thay đổi. Trong thời kỳ Covid thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và đặc biệt hệ thống khuyến nông, chúng tôi đã xây dựng cái app khuyến nông xanh, và hiện nay tất cả bà con ở trong cái khu vực khuyến nông cộng đồng đều dùng app khuyến nông xanh để tra cứu giá cả,
chúng tôi không dùng những cái sơ đồ mà bà con mở ra là hôm nay biết giá lúa giá gạo ở đâu và giá quốc tế đang là bao nhiêu. Và đặc biệt là hệ thống khuyến nông của chúng tôi cũng đã tổ chức cái đào tạo online. Đấy, đào tạo để làm thế nào đó có để hệ thống khuyến nông liên kết được với nhau, tiết kiệm chi phí và tiết kiệm cả thời gian. Và trong web khuyến nông thì quý vị đã biết xem stream sáng nay là một trong web là cũng có rất nhiều thông tin như một cái tờ báo điện tử và đã chia sẻ nhiều. Và hiện nay chúng tôi cũng đã bắt đầu xây dựng và quản lý dữ liệu và văn phòng điện tử một cách tương đối hiệu quả. Nói về thách thức của khuyến nông số thì nhiều quý vị đã chia sẻ rồi. Chúng ta có một số những cái thách thức, ví dụ như là cái nhận thức về năng lực trình độ của một số bộ phận cán bộ khuyến nông và bà con nhân dân về số thì còn hạn chế. Và hiện nay là các cái hệ thống dữ liệu chúng ta không được đầy đủ từ trung ương xuống địa phương và đặc biệt là theo các ngành, và người dân của chúng ta vẫn còn gặp khó khăn khi tiếp cận những cái thông tin về khuyến nông, đặc biệt là sử dụng những cái công nghệ số. Và công tác tổ chức khuyến nông từ trung ương đến cơ sở thì có thể nói là chúng ta cũng đôi khi đứt gãy, đặc biệt là từ cấp tỉnh xuống cấp huyện và cấp xã, cho nên là cái hệ thống số nó không được đồng bộ và cái hệ thống quản lý dữ liệu cũng còn một số bất cập. Cái định hướng phát triển khuyến nông số trong thời gian tới thì chúng tôi tập trung vào bốn nhóm vấn đề. Nhóm vấn đề đầu tiên thì muốn hay không chúng ta phải xây dựng những phần mềm quản lý, trong đó có quản lý hệ thống, quản lý đào tạo, quản lý các hoạt động khuyến nông, quản lý về dự án và đặc biệt là những cái phương tiện điện tử để làm thế nào đó chúng ta cạnh tranh được với khuyến nông của doanh nghiệp và cạnh tranh được cả những cái khuyến nông của NGO. Hôm nay ngồi đây có Ke, rồi có JICA thì các bạn đã đi trước, mặc dù vào Việt Nam nhưng mà cũng đã xây dựng những phần mềm để quản lý, thậm chí là cũng có rất nhiều dấu ấn. Nhưng khuyến nông sẽ là những cái đối tượng sẽ cùng đồng hành với các bạn để làm câu chuyện này. Thứ hai nữa là chúng ta phải xây dựng một cái big data làm dữ liệu để sau đó chúng ta có cơ sở làm AI. Một cái app của khuyến nông Thái Lan, khi một bác nông dân ở dưới có một cái bệnh gì thì chụp cái ảnh đó bắn vào hệ thống và hệ thống app là trả lời đó là dùng thuốc gì và cách khắc phục. Thì đấy là cái mà chúng tôi, thì cái này chúng tôi sẽ duy trì app khuyến nông xanh. Và app khuyến nông xanh thì vừa rồi chỉ là cái nền, còn nhiều cửa sổ có thể áp lên được. Thế và có một thông điệp thưa quý vị là khi chúng ta nói về chuyển đổi số, nhưng chúng ta thừa nhận rằng ở Việt Nam chúng ta cái số hóa những cái dữ liệu của nông hộ là hiện nay cũng là đi chậm so với quốc gia khác. Ví dụ như là Thái Lan 30% tỉnh đã số hóa được số liệu nông hộ và đưa vào dữ liệu của hệ thống khuyến nông. Và Ấn Độ, một quốc gia rất nghèo, có thể kinh tế phát triển không bằng chúng ta nhưng mà số hóa nông hộ cũng là hàng đầu, bởi vì họ là có một cái nền thương mại điện tử tương đối mạnh. Thì thưa quý vị là trong tương lai hệ thống khuyến nông của Việt Nam sẽ phải thí điểm xây dựng một cái hệ thống dữ liệu số hóa cái hệ thống dữ liệu của nông hộ tham gia trực các cái dự án khuyến nông. Thì đấy là cái câu chuyện mà chúng tôi mong muốn. Đối với khuyến nông cộng đồng thì thưa quý vị là câu chuyện khuyến nông cộng đồng thì đến giờ này đã vượt qua khỏi đề án thí điểm. Rất nhiều tỉnh các anh ngồi đây thì hệ thống khuyến nông cộng đồng đã được bà con nông dân chấp nhận và coi đây là một cánh tay nối dài không phải của khuyến nông mà của ngành nông nghiệp xuống đến bà con nông dân. Thì thưa quý vị, câu chuyện khuyến nông cộng đồng thì theo quan điểm của UNDP thì khuyến nông cộng đồng đã được một khái niệm, người ta cho rằng là bản chất của khuyến nông cộng đồng đó là một nhóm liên ngành làm việc có sự tương tác, thế và làm việc theo nhóm và dấy lên được những cái phong trào liên kết, phong trào hợp tác để tạo lên một cái thi đua, trong đó là cũng lấy văn hóa làm nền tảng. Thì các anh tí nữa sẽ xem một cái phóng sự. Thế và tạo những cái nói chung thì với cái quan điểm này ấy, thì chúng tôi có một cái đề án khuyến nông cộng đồng, xin các quý vị là để xin nói nước thôi, thì chủ yếu hệ là đề án thí điểm ở trên 13 tỉnh thì gắn vào ba vấn đề. Một là hỗ trợ các hợp tác xã
thứ ba là xây dựng vùng nguyên liệu, thứ ba là khuyến nông cộng đồng đóng cái vai trò trong đó. Và đây là điểm mấu chốt của hệ thống khuyến nông cộng đồng Việt Nam. Khi nói về hệ thống bị đứt gãy ở dưới cơ sở thì bản chất khuyến nông cộng đồng là một nhóm liên ngành, thì cái nhóm này nó là cái cánh tay để kết nối lại cái chuyện đứt gãy. Thì cái bài này chúng tôi cũng chia sẻ nhiều rồi, xin phép không về những thành quả mà vừa rồi chúng tôi đã làm cho hệ thống khuyến nông cộng đồng. Chúng tôi đã tạo ra được một cái bộ tài liệu rất đơn giản dễ hiểu, và có thể nói là bà con nông dân có thể ra đồng vào tài liệu đó thì cần được. Và chúng tôi tập trung vào những cái công đoạn chứ không dài dẳng. Thế thì chúng tôi đã làm được cái phương pháp khuyến nông cộng đồng. Chúng ta sáng đã tự hào về khuyến nông Việt Nam rồi, chúng ta cũng nên tự hào một chút vì chưa có ai sản xuất ra cái tài liệu khuyến nông cộng đồng, phương pháp khuyến nông cộng đồng. Và chúng tôi đã có những cái tài liệu khác về hợp tác xã, về liên kết và truy xuất nguồn gốc, về kỹ năng tư vấn, thì những cái này không nói. Và đặc biệt là như tôi vừa chia sẻ thì cái app ứng dụng xanh này, cái hệ thống khuyến nông cộng đồng đang sử dụng tương đối rộng rãi. Và hiện nay thì trong vùng dự án thì đã thành lập được 104 cái tổ khuyến nông cộng đồng vùng nguyên liệu rồi, và 26 cái tổ khuyến nông cộng đồng thí điểm để chuẩn bị năm nay đánh giá và nhân rộng ra toàn quốc. Câu chuyện là vượt qua khỏi dự án là chúng tôi đã có 30 tỉnh, trong đó có các tỉnh Nam phía Bắc, và đã thành lập được hơn 3.500 tổ và hơn 13.000 gọi là nhân viên khuyến nông cộng đồng tham dự. Đến đây là một cái con số mà chúng tôi cũng rất tự hào. Có những cái câu chuyện về khuyến nông cộng đồng ở Phú Thọ, mặc dù là chưa triển khai, thế nhưng Phú Thọ còn là một cái tấm gương để chúng tôi chia sẻ với bác, là hệ thống khuyến nông huyện hiện nay đã quản lý cái tổ khuyến nông cộng đồng ở dưới đấy. Thì đấy là cái câu chuyện tôi muốn chia sẻ. Tuy nhiên nó có một số cái thách thức khó khăn thì xin phép các đồng chí là trước nữa chúng tôi sẽ chia sẻ thêm một phần thảo luận. Và đặc biệt là chúng tôi đã lồng ghép và đã đưa các hoạt động khuyến nông, ví dụ năm vừa rồi thì có 14 dự án khuyến nông trung ương trên 36 dự án thì đã hỗ trợ việc tổ khuyến nông cộng đồng này thực thi nhiệm vụ. Và chúng tôi đã đào tạo khuyến nông cộng đồng thông qua cái dự án khuyến nông trung ương này, và khuyến nông cộng đồng đã được tham gia dự án, và thông qua cái dự án này thì khuyến nông cộng đồng đi làm được dịch vụ. Và đây là câu chuyện ở Bến Tre, chắc Lâm Thanh sẽ chia sẻ đúng không ạ, nhiều dự án thì chúng ta đã chia sẻ được. Và các hoạt động khuyến nông cộng đồng trong tương lai thì chúng tôi cũng xin có 4 nhóm thôi. Một là chúng tôi tiếp tục củng cố hoàn thiện và xây dựng hướng dẫn thành lập mang tính khả thi. Chúng tôi tiếp tục xây dựng cái tiêu chí đánh giá và có các cái hoạt động hợp tác quốc tế, và đặc biệt là sẽ có những hoạt động khuyến nông cộng đồng theo chuyên đề khi phục vụ cái chiến lược phát triển của ngành. Và những cái kiến nghị sắp tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá cái tổ khuyến nông cộng đồng, xem là được cái gì, những cái chưa được, và làm thế nào đó để nhân rộng trong tương lai. Và đặc biệt là vào cuối năm nay chúng tôi sẽ có một cái hội thảo đánh giá và nhân rộng ra các cái tỉnh còn lại trên toàn quốc, và xây dựng cái chương trình đào tạo chuẩn. Thì có lẽ là những cái thông tin chi tiết thì chúng tôi chia sẻ thêm ở trong phần thảo luận. Thì một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị, và rất hy vọng là chúng ta sẽ có một cái cuộc tọa đàm thảo luận xung quanh vấn đề chúng tôi trình bày trong thời gian của cái phiên đào sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.